Chào các bác. Đây là cái bột mùn hoàng đàn các bác nhé. Hàng bên tôi đã xay, xay là bên tôi xay ở ngoài Bắc, cơ sở ở ngoài đấy gửi vào này. Ở trong này gửi thì bên tôi xay vẫn vẫn cứ 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 gom lại, xong là xay từng mẻ một vậy, cứ có bao nhiêu là bên tôi xay bấy nhiêu. Xay như này vụn như này thì mình dùng được luôn. Bột rất là thơm và hàng dễ nhiều dầu thôi các bác. Đây này, cho các bác xem cái phôi dễ xay của bên tôi này. Đây các bác nhá, đấy phôi dễ này. Phôi dễ này thì cho vào máy nghiền thôi, chả làm được cái gì cả. Những cái dễ vụn như này thì bên tôi cho vào máy nghiền hết. Nghiền thì nó thành bột. Đây này, những cái dễ này thành bột như này thì bán bột thôi các bác. Vì là những cái vụn này không làm được cái gì hết, không tiện hạt được, cũng chả đục tượng được. Đó, những cái mùn dễ vụn như này này, bác nào lấy cái hàng vụn này thì bên tôi gom lại cũng có nhé các bác nhé. Nếu bác lấy thì gom bên tôi gom lại cũng được, cũng có cho các bác. Bác lấy làm cái gì các bác làm, đốt hay là các bác về làm cái gì cũng được. Còn cái hàng bột xay nhuyễn này các bác muốn bên tôi xay ra cũng được, thì bên tôi xay cho các bác. Xay thì bên tôi chỉ lấy công lên công xay thôi. Còn giá thì giá cái loại này thì nó sẽ rẻ hơn một chút, vì nó không có công xay. Bác nào mà lấy thì báo tôi nhé. Hàng nó cũng không có nhiều, số lượng cũng không nhiều đâu. Đây gửi vào đây được có 2 cân thôi. Gửi vào đây được có 2 cân thôi. Bên tôi vẫn gom, vẫn đang gom để xay. Bên tôi máy là máy xay thì nó máy mini thôi, không phải máy công nghiệp to gì, máy mini các bác. Nhưng mà máy nó cũng tương đối khỏe, máy xay được các bác nhá. Rất là thơm, toàn bột bột chất lượng thôi các bác, toàn bột là bột dễ, hàng dễ mà nhiều dầu nghiền ra đấy các bác. Thơm phức này. Cái này về cứ thế là xông thôi, xông bằng nó xông điện hoặc là xông bằng đốt nó muối, đốt hoặc là cho tốt nhất là cho vào lò xông điện các bạn ạ. Lò xông điện cho vào, cắm điện vào là nó cứ tỏa ra hương thơm. Đặc biệt là các bác ở trong phòng ngủ thì ngủ nó xông lên thì tuyệt vời luôn, chả có cái gì bằng cả các bác, chẳng có cái gì bằng là xông bằng điện mà trong phòng ngủ cả. Thư giãn, thư thái, dễ chịu. Cả ngày đi làm về mệt mỏi, mệt nhọc rồi thì tối chúng ta trước khi đi ngủ chúng ta xông bật lên khoảng 30 phút, 1 tiếng. Ngồi xông như này trong phòng thì không có cái gì là bằng được các bác nhé. Đấy, mùi nó bay lên. Này các bác, tôi tay rồi. Mùi nó bay lên, nó mùi tinh dầu nó bay lên, nó tỏa ra rất là thơm, cực kỳ là sướng luôn. Mùi rất là đậm đà các bác ạ. Phê lắm. Bác nào lấy thì có thể qua cơ sở quận 9. Bên tôi ở cơ sở quận 9, cơ sở 2 Hồ Chí Minh. Các bác lấy bác qua nhé. Bên tôi sẽ, bác đặt hàng nhiều số lượng thì cứ báo tôi là tôi sẽ gom, gom rồi báo các bác. Hoặc các bác nào lấy cân 1 hoặc 2 cân 1 thì cũng báo tôi, hoặc bao nhiêu lấy bao nhiêu thì báo tôi nhé. Bên tôi thì chuyên cung cấp cái bột hoàng đàn này, rồi thì nhang hoàng đàn, rồi thì tượng gỗ vòng tay hoàng đàn. Nói chung là từ trước đến giờ là lần đầu là bên tôi làm là hoàng đàn, đầu tiên là hoàng đàn là chính hoàng đàn, cho nên là những cái mối của tôi trên Lạng Sơn, rồi thì anh em ở trên đấy, vì là có cái bà chị bà ấy lấy chồng ở trên đấy các bác, lấy chồng Lạng Sơn cho nên là mới bén duyên với cái hoàng đàn này. Chứ mình cũng đầu tiên mấy năm, 6 năm về trước là mình không biết cái hoàng đàn này đâu, vì là nó gỗ nó rất là hiếm, nó quý. Nó mình người dân bình thường cũng chưa, không tìm hiểu về gỗ, các loại gỗ thì cũng không biết được các bác ạ. Cho nên là tôi nhờ cái chị này, chị lấy chồng ở trên đấy cho nên là mình mới biết được cái gỗ quý này. Mình bắt đầu yêu thích gỗ khoảng 6-7 năm về trước ấy. Thì cái gỗ này rất là tốt. Ngày xưa cái gỗ này nó còn nhiều, chứ bây giờ thì nó hiếm rồi, rất là hiếm rồi.
bách xanh hoặc là ngọc am cũng thế. Các bách xanh bây giờ nó vẫn còn nhiều nhưng mà dần dần nó cũng hiếm, như hoàng đàn thì dần dần giá nó cũng cao lên thôi các bác. Bách xanh rồi ngọc am thì mùi nó không được đậm đà như hoàng đàn các bác, mùi nó dịu, nó thanh hơn là hoàng đàn. Hoàng đàn này mùi nó đậm đà, nó sướng lắm các bác, xông lên hoặc là ngửi cái mùi của nó phê luôn đấy. Rồi các bác nào mà lấy thì báo tôi nhé, số điện thoại 0987863250. Tôi là Huy Mộc Hương, số điện thoại 0987863250, Zalo này, địa chỉ cơ sở, hai cơ sở quận 9 ở Đồ Sơn Hải Phòng này. Các bác lấy thì báo tôi nha. Rồi xin chào các bác, cảm ơn các bác, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe ạ.